tạo việc làm mới cho 27.500 người lao động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, tuy nhiên tỉnh Thanh Hóa vẫn giải quyết việc làm mới cho 27.500 người lao động. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cũng như các địa phương khác, trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Trong bối cảnh khó khăn đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bám sát phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo nghị quyết, kế hoạch của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh. Nhờ đó, các chỉ tiêu quan trọng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có chuyển biến tích cực, báo hiệu sự hồi phục của các hoạt động kinh tế, xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 27.500 người lao động được tạo việc làm mới, đạt 46,6% kế hoạch năm và tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 3.300 lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cùng với đó, số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đã giảm 25,13% so với cùng kỳ năm 2020. Quan hệ lao động tại doanh nghiệp được duy trì ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể trái pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa, Trung tâm đã cung ứng thông tin thị trường lao động cho 56.300 lượt người, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020, cập nhật, khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động tại hơn 950 lượt doanh nghiệp. Cũng theo Trung tâm, trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm tổ chức 19 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm, 3 phiên giao dịch việc làm lưu động, phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động IPS làm việc tại Hàn Quốc và thực tập sinh Kim Japan về nước kết nối với các đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng 4 năm 2021. Trung tâm cũng đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá 300 người lao động mất việc làm sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp để tạo điều kiện tái hòa nhập thị trường lao động, tư vấn việc làm, chế độ chính sách liên quan đến lao động, việc làm, hoạt động xuất khẩu lao động cho 37.212 lượt người. Theo đánh giá của Trung tâm, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua diễn biến phức tạp ở cả trong và ngoài nước, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị.